Khi mẹ bảo làm bánh trôi, hai chị em kiểu: hai cái đứa này, mẹ bảo nặn bánh trôi cơ mà, nặn cái hình gì kia? Mẹ bảo nặn cho hai chị em con ăn, đằng nào chúng con cũng ăn, nặn thế nào chả được. Đúng rồi, nên con nặn con mèo. Đấy mà hình mèo à, hình của tao là con lợn nè. Được rồi, đưa mẹ đi luộc cho mà ăn. Con với chả cái, mèo với chả lợn. Ăn đi. Con mèo của con ra hình gì kia, không ngon, tại mẹ y. Con lợn giờ giống con tinh tinh luôn, nuốt sao được hả mẹ? Ăn hay không ăn, nói một lời. Tụi con ăn là được chứ gì. Mẹ ơi, lì xì cho con. Đúng đấy, mẹ phải lì xì cho chị em con chứ. Chúng mày phải để mẹ tự chứ, cứ đòi là rông cả năm đấy. Thì ai bảo mẹ mãi không tự. Mà đã nhắc là phải lì xì to mẹ nhá. Ok, muốn to thì chờ mẹ. Nấy thì thích to này. Đây, trong những bao lì xì này sẽ có bao có tờ tiền to nhất là 500.000. Đứa nào số tốt thì rút được to. Con trước. Không, em trước. Eo, đen thế. Mở to mắt ra mà nhìn chị mày đây này. Oh. Rồi, số tốt dữ chưa? Làm gì có tờ nào 500.000 đâu. Mẹ ơi, nay mùng 1 không đi đâu, cứ ở nhà thế này à? Đúng rồi đấy mẹ, mùng 1 là phải đi chơi chứ. Mẹ đang chuẩn bị đây, chiều mới đi chúc Tết. Sao không đi từ sáng mà phải để đến chiều? Con muốn đi chơi cơ. Hì, quên mất, hôm nay mùng 1 mẹ bảo không được méo. Không được, đi buổi sáng nhỡ nhà người ta chưa có ai xông đất mà mẹ con mình lại vào, không hợp tuổi là điều không nên. Đây, mẹ mừng tuổi cho hai đứa. Vâng, con xin. Chúc các bạn có một năm mới luôn vui vẻ hạnh phúc. Và hãy đăng ký ủng hộ kênh Thủy Mít nha, để chúng ta mãi mãi bên nhau nè. Chúc các bạn Happy New Year. Thủy, đi chặt cho mẹ đĩa thịt gà đi. Dạ. Xong. La 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 la. Đây, con chặt xong rồi mẹ. Mày chặt gà kiểu gì thế? To thế này, ăn sao nổi. Ui, mẹ bình tĩnh. Con trơn, trơn Việt Nam. Ồ, mày làm gì thế? Trơn, trơn Việt Nam. Mẹ đi đâu đấy? Mày làm sao mà biết chặt? Để mẹ đi chặt. Mẹ trôn, mẹ trôn. Ồ, thế là một ngày toàn trôn. Khi mẹ thích con gái Thủy Mị nết na kiểu: giơ tay lên, không em bắn. Siêu nhân đang bận ăn rồi, thích thì cứ bắn. Hai, người ta bảo đẻ con gái cho Thủy Mị nết na. Tụi con ngoan mà mẹ, cực nết na luôn. Thời giờ con gái bọn con mà Thùy Mị để bọn con trai bắt nạt hả mẹ? Nạt gì, con gái là phải chơi búp bê, đồ hàng.
cái đó xưa rồi mẹ. Chơi tập võ không? Nào, chơi luôn. Hơi. Đau quá. Có khi mẹ phải tậu đứa con trai cho nó thủy mị, nết na thôi. Đó mẹ, con gái là phải mạnh mẽ. Có những lúc mẹ bị ngược binh chị cơ. Ê, ăn cái gì đấy? Đưa đây. Gớm, chị nghĩ em sợ cái súng ngắn của chị chắc. Nhìn nè. Ha ha, to nhở. Đây, em cho. Mẹ ơi, chị bắt nạt con. Phô cái gì, ai mạnh hơn thì người đó thắng. Mày cũng tính bắt nạt chị, nhưng không được còn gì. Mẹ nói câu hay nhất trong ngày luôn. Mẹ toàn binh chị, ngược với mẹ nhà người ta, toàn binh em chứ. Sang mẹ của nhà người ta mà ở, nhà này chị nói thì em phải nghe. Biết chưa nè? Chưa biết. Ơ, sao mặt mẹ cứ nghệt ra thế? Mẹ buồn vậy? Tết Nhất đến nơi rồi, mẹ chả biết mua gì. Thiếu gì đồ mua, để chị em con dẫn mẹ đi. Tô Tô. Ê, rồi hai đứa bay dẫn mẹ xuống đây. Kẹo bông, bóng bay, đồ chơi. Rồi mẹ biết mua cái gì thì mẹ cứ mua đồ chơi, để chơi mấy ngày Tết đi. Mẹ không mua được gì thì để con dẫn mẹ đi chỗ khác nhá. Đây rồi, Tết năm nay chưa có đào có quất, mẹ mua đi. Cứ gọi là hợp lý luôn mẹ ạ. Thôi, mẹ mua cành đào rồi, không cần cây đâu con ạ. Mẹ ơi, đẹp quá, nhiều đồ quá, mẹ mua đi. Mê chưa, lần này con đố mẹ chờ ê chê luôn. Mê thì có mê, đẹp thì có đẹp thật đấy. Nhưng tiền đâu để mua hả con? Ủa, sao từ đầu mẹ không nói vậy đi. Khí chổi ba tiêu lấy lại công bằng cho chị. Cho tao à? Không cho chị đâu, trả đây mỡ mà húp. Mày tưởng mình mày có chắc? Nhìn nè. Nào, lại cãi nhau bây giờ. Mẹ, sao chị có con hắc khi to hơn con? Con ứ nghe. Không nghe cũng phải nghe. Hôm qua mày đổi cho chị, quên à? Cảm ơn mẹ đã nhớ. Hôm qua là hôm qua, hôm nay khác. Chả im. À, quăng quạt. Thế để mẹ cho mày biết hôm qua khác thế nào, hôm nay thế nào nhá. Đá